Và đó là lý do chung chuyến hành trình này về với đất võ. Chuyến xe con đường võ học quyết định ghé võ đường Lý Xuân Hỷ với bài Miêu Tẩy Diện Trứ Danh. Con, ủa con học võ ở đây phải không? Dạ, dạ. Của thầy Lý Xuân Hỷ á. Dạ. Con dẫn chú vô vô này. Dạ, hai chú đi rồi con. Con học võ lâu chưa? Dạ, học được 3 kỳ. Nhà con ở gần đây không? Dạ, ở gần chú. Phòng tập ở đây là của nhà thầy luôn hả con? Dạ phải. Ở dưới quê thuận lợi trong việc tập võ, nhà võ rộng rãi. Vừa nhà với là nơi tập võ luôn. Thưa con. Dạ, chào thầy. Dạ, chào ông. Chào thầy. Con và chú Tùng là trên con đường võ học đi tìm các tinh hoa võ thuật của Việt Nam. Lần này con và chú Tùng đến Bình Định để tìm hiểu về môn phái võ đường Lý Xuân Hỷ của mình. Rất mong là được thầy và sư ông có thể mở lòng đón tiếp con và chú Tùng để tìm hiểu tinh hoa của môn phái mình nhiều. Võ đường cũng xin giới thiệu đây là thầy Lý Xuân Hỷ. Khi mà nghe đến võ đường Lý Xuân Hỷ thì người ta lại liên tưởng liền đến bài quyền Miêu Tẩy Diện. Thì con cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về võ đường của mình cũng như là bài quyền Miêu Tẩy Diện. Cho phép con hỏi thầy là bài quyền của mình đã xuất phát từ lâu hay là từ thầy sáng tạo ra? Cao ông Cố. Cao Tố. Bài quyền là mình là từ truyền được từ đời ông Cao. Biết tới bây giờ thầy vẫn còn giữ. Sau này vẫn giữ truyền lại cho con. Dạ, truyền lại. Hồi nãy mà lúc mà vào đây đứng ở ngoài, em với Duy Nhất cũng nhìn thấy thầy hướng dẫn tất cả những võ sinh đi tất cả các thế như là trung bình tấn, rồi đinh tấn trái, đinh tấn phải, xà tấn, hạt tấn, miêu tẩy diện là mình sử dụng tất cả những cái thủ thuật nằm trên tất cả các tấn đó, chứ là miêu không có tấn. Nó là cái động tác đầu tiên là miêu tấn. Miêu tấn là cái chữ trùng lại, trùng thấp xuống thôi. Cái miêu tấn là nó chỉ có trùng, nó trùng thấp nó xuống thôi. Trùng thấp xuống. Trùng thấp xuống. Tư thế vậy là miêu tấn. Trong đó ví dụ nó có mấy cái bộ, những cái bộ bắt hại như nó kéo về đây không? Cái động tác giống tay của mèo. Giống như con mèo nhanh của bắt. Ví dụ như tấn công bắt tấn công ở lại. Khi mà tập những cái bài đó thì nó tạo nên cái bộ tay của mình có cái sự phản công, đỡ phản công, uyển chuyển, nó mềm. Để mà đánh được cho cái mức sát thương cao thì mình tập cái gì? Ví dụ như mà thiết xa chưởng là mình thọc vô cá, còn miêu tẩy diện thì mình đánh trảo để cho mà cái ngón này nó bấu. Để khi mà đánh được đối phương thì nó gây sát thương nhiều. Theo lời của võ sư Lý Xuân Hỷ và võ sư Xuân Vân, khi tập bài miêu tẩy diện, võ sinh phải tập cho bằng được sự nhanh nhẹn từ đôi tay. Tuy không thiên về dùng lực mạnh mẽ như hổ quyền, nhưng miêu quyền xoay trở nhanh nhẹn, tấn pháp thấp, thủ pháp gọn và hiểm hơn. Bộ tay cực kỳ linh hoạt dựa trên thủ pháp mau lẹ, vừa sử dụng hổ trảo, chỏ, vừa sử dụng kiếm chỉ điểm vào các quyền đối phương. Sau khi được coi thì Vân biểu diễn bài miêu tẩy diện thì em thấy như cái lúc mà mình đấm xong cái mình chuyển qua động tác luôn. Chỗ đó là cái mình sẽ gọi là động tác thực hiện để mục đích làm gì? Để khi ví dụ như gặp cái sự chống trả của đối phương là mình không co phòng thủ mà mình trực tiếp tấn công tiếp luôn. Đặc biệt là cái phần chân khi mà di chuyển á, không có trụ chắc ở dưới nhiều mà mình lướt nhẹ. Mặc dù lướt nhưng mà khi mà ra đòn á, thì lúc mà dừng lại ra đòn thì rất là chắc chắn. Trước đây mình lấy trụ làm gốc, mình có thể nói là một cái đá gần ba cái đấm. Đó là mình đều áp dụng vô từ những thế đánh của con mèo. Thế đánh ở trong cái đó ví dụ như là bước di chuyển là nhẹ nhàng ha.
Nhưng mà khi ra đòn thì trọng tâm là trụ nặng lại để mà tập trung để ra đòn. Còn khi thực hiện đòn xong là nhẹ trở lại. 3 bên trái 4 bên phải 6 bên phải 7 bóng kém thấp xuống, chúng mình tấn theo đứng cao, đúng không? Chuyển tay lên, đánh tay ra bên ngoài. 12 rồi, đánh tay ra bên ngoài. 16 bên phải. Theo cái bài miêu tư diễn của Bảo Đường chúng tôi thì nó như thế này. Khi mà ông lập được cái bộ quyền thì cũng bó công suất nhiều. Cho nên đã dạy trong tập họ, dạy con trai với con gái vậy. Con gái cũng không dạy. Còn đến cái thời của ba là võ sư Lý Xuân Nghĩ. Bắt đầu là ba mới truyền ra bên ngoài với lý do là muốn cho tất cả được tiếp cận với lại cái sự cố luyện của cha ông của ngày xưa. Đồng thời là không để cho những cái bài quyền mà bị mai một.